Lan khử mùi là vật bất ly thân của rất nhiều người hôi nách sử dụng hàng ngày để ngăn ngừa mùi hôi nách và trị thâm nách. Thế nhưng có không ít người sử dụng lan nách lại cảm thấy da bị ngứa ngáy khó chịu. Vì sao lại có hiện tượng ngứa này? Trong video này, shop sẽ giải thích cho bạn hiểu lý do tại sao dòng lan khử mùi Etiacil dùng bị ngứa và có xảy ra hiện tượng thâm nách không nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dùng lan khử mùi bị ngứa do trong lan khử mùi có chứa nhiều hóa chất và nước hoa, có thể gây dị ứng ở những người có da nhạy cảm. Những loại hóa chất này có thể làm cho da bị khô và ngứa, dần dần mất đi tính đàn hồi tự nhiên của da. Đồng thời, chất khử mùi có thể làm cho vùng da dưới cánh tay bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hoặc vết thương có sẵn dưới cánh tay khi tiếp xúc với hóa chất dễ gây nhiễm trùng. Khi đó sẽ tạo điều kiện cho các loại nấm phát triển gây cảm giác nóng rát dưới cánh tay. Ngoài ra, hiện tượng ngứa nách có thể do vệ sinh cá nhân không sạch sẽ vùng da dưới cánh tay, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Khi tiếp xúc với chất khử mùi cũng có thể làm cho da trở nên ngứa ngáy khó chịu. Hoặc là do sử dụng sản phẩm lan nách không đạt chất lượng, hàng xách tay, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa những hóa chất độc hại làm cho nách bị dị ứng. Nên chính vì vậy bạn nên tìm hiểu và mua đúng hàng chính hãng để sử dụng nhé. Thực tế, tình trạng thâm nách đã xuất hiện ở nhiều người sau khi sử dụng lan khử mùi. Nguyên do chủ yếu bắt nguồn từ hai lý do sau đây. Một là sử dụng lan khử mùi không đúng cách, nếu bạn sử dụng lan khử mùi quá nhiều thì rất dễ bị thâm nách. Lạm dụng lan khử mùi sẽ gây ra tình trạng bít tắc lỗ chân lông, ngứa rát và thâm nách. Nếu kéo dài có nguy cơ dẫn đến các bệnh lý về da. Thế nên bạn chỉ nên sử dụng một lần một ngày với các sản phẩm hàng ngày và 2 đến 3 lần mỗi ngày đối với các sản phẩm đặc trị. Hai là lan khử mùi Etiacil không phù hợp với bạn cũng dẫn đến tình trạng bị thâm nách nữa nhé. Ngoài ra, để trả lời dùng lan khử mùi có bị thâm nách không, còn phải xem xét đến hạn sử dụng của sản phẩm. Dùng lan khử mùi hết hạn sẽ gây ra phản ứng ngược, khiến tình trạng thâm nách, hôi nách thêm nặng hơn. Lan khử mùi Etiacil hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lan khử mùi Etiacil hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.